Xin chào các bạn nha. Mình cũng vừa tới điểm câu các bạn ơi. Trời bữa nay rất là đẹp luôn. Buổi sáng trời rất là trong nha các bạn. Thì đây là điểm câu của mình ngày hôm nay. Trời rất là đẹp mà nước đang lớn nữa. Thôi bây giờ mình tranh thủ ra cần để mình câu nha các bạn. Để một lát nước nó ngồng thì câu nó không còn nhảy, không còn im nữa. Nước đang đứng mình câu đài thì nó im hơn. Rồi ok, mình sẽ câu ngay cái góc đó nha các bạn, câu ra ngoài kia. Rồi điểm câu này một lát nữa mình chia sẻ ở phần cuối video nha. Điểm câu rất là đẹp luôn anh em ơi. Câu cây 4,5 m. Rồi tập trung câu thôi. Cái gì vậy trời? Mới xuống đầu tiên mà dính cái gì vậy? Chui. Mẹ nặng. Cái gì vậy? Thấy tình hình không ổn rồi. Ủa dưới này trà nhiều lắm. Dính mày hả bưởi. Ý ôi cô Phi à, không phải cô Phi mà là cá láng à. Có con cá đầu tiên rồi, lấy rộng thôi. Trời ơi, cá năng liên tục luôn các bạn. Trời ơi, rút phao luôn. Trời ơi trời. Ê, dính luôn. Trời ơi, con cá chê. Nhỏ xíu. Ê. Ê. Liên tục. Tới bụng quá các bạn ơi, ăn sáng cái. Rồi, mời cả nhà ăn sáng nha. Thì bữa sáng của mình một cái bánh xèo 15k. Mời các bạn ăn sáng cùng với mình nha. Mình ăn trước cái đã. Một lát rồi tập trung câu sau các bạn ơi. Nãy giờ cũng được mấy con cá nhỏ nhỏ. Hai cá chê với con cá rô phi. Nắng quá. Trời ơi. Trời ơi. Lội lúc cái phào tính đi uống nước miếng. Nó lội lúc cái phào chạy lại không kịp. Cá này nó canh mình mà. Đứng lẹ lên để nó lôi phào. Trời ơi, trời trời, sao bữa nay kỳ vậy ta? Đẹp đẹp không à? Dính gì trơn á. Cá lòi đẹp phao ghê luôn. Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Cá chê. Cá chê này cũng lứa lứa.
Để đi. Trời ơi, không kịp cái mấy con cá này, nó lẹ quá. Tình hình không ổn các bạn ơi, nước ròng cá nó không ăn nữa. Trời thì đang âm u chuyển mưa. Hiện tại trời đang vô bão, thì mấy con cá nhỏ nhỏ thôi. Vậy mình thả nó đi. Đây là con cá la hán. Con cá chép. Hai cá chê. Các bạn, ở ngoài Hà Nội đang có bão, ở miền Nam mình thì bây giờ âm u. Đang cũng sửa sàng mưa rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bật vị trí lên cái điểm câu ngay chỗ đây nha. Rồi anh em xem cái vị trí này là tới đây câu nha các bạn. Thì đây là cái điểm câu mà mình đang đứng nha các bạn. Rồi ok, bên đây các bạn thấy có chữ cầu gền không? Đây là cái cầu gền nha. Thì anh em bấm vào từ khóa cầu gền thì sẽ đưa các bạn tới đây nha. Rồi anh em xem lại cái bản đồ này rồi anh em tới đây nha các bạn. Thì mình chỉ vậy thôi, thì không có cách nào để cho các bạn đi chính xác được nữa.